tác xã Nông Dược Tỉnh Tràng Dương xin chào cả nhà mình. Hôm nay thì hợp tác xã Nông Dược Tỉnh Tràng Dương lại tiếp tục thu hoạch mật ong cả nhà. Bởi vì là hiện tại các cái sản phẩm cao dược liệu đang hết hàng, cho nên là lại tiếp tục thu hoạch mật ong về để sản xuất những cái dòng cao dược liệu, cũng như là đưa đến cái sản phẩm mật ong nguyên chất để đưa ra thị trường cho người tiêu dùng. Và tuy nhiên thì những cái dòng cao đã hết, nhưng mà cũng chờ đến khi mật ong đủ độ tuổi đạt chín thì mới bắt đầu cho thu hoạch. Em mời cả nhà cùng theo dõi quá trình thu hoạch mật ong của hợp tác xã Nông Dược Tỉnh Tràng Dương cả nhà nhé.